Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn. Một lần nữa thật là vui và hạnh phúc lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình YouTube do Thế Sơn Toyota thực hiện. Video ngày hôm nay chúng ta cùng nói về ông vua doanh số ở Việt Nam, đó là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios 2019 là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota với 2.580 xe. Toyota Vios ra mắt từ năm 2003, có thể nói là mẫu xe quốc dân tại thị trường Việt Nam. Liên tục trong nhiều năm, mẫu xe sedan hạng B của Toyota chinh phục vị trí xe bán chạy nhất trong tháng cũng như trong cả năm. Doanh số cộng dồn của chiếc Toyota Vios tính đến thời điểm tháng 7 năm 2018 là 114,6 nghìn xe và chưa có dấu hiệu suy thoái, cho dù đối thủ là Honda City liên tục nâng cấp hay Hyundai Accent thế hệ hoàn toàn mới vừa ra mắt vào tháng 4 năm 2018. Trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đối thủ ngày càng một tấn công mạnh mẽ, Toyota Việt Nam vừa cho ra mắt Toyota Vios thế hệ hoàn toàn mới vào đầu tháng 8 năm 2018 với ngôn ngữ thiết kế mới, trang thiết bị tiện nghi, nâng cấp cùng tiêu chuẩn an toàn hàng đầu. Toyota Vios thế hệ mới có thể tự tin tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng B. Và nếu như quý vị đang quan tâm về giá xe Vios G và thủ tục trả góp, lãi suất thì video ngày hôm nay Thế Sơn sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách hàng. Hiện nay Toyota Hiroshima Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng trong nước và quốc tế để có thể hỗ trợ cho quý khách hàng mua xe với thủ tục nhanh gọn và lãi suất ưu đãi nhất. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều ngân hàng cho vay 80-90% giá trị xe, và trong bảng tạm tính quý vị sắp coi, Thế Sơn đang áp dụng mức lãi suất của tài chính Toyota. Khách hàng nào cần thông tin về mức lãi suất của các ngân hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với Thế Sơn để Thế Sơn có thể tư vấn cụ thể hơn. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí. Như chúng ta đã biết, giá niêm yết của xe là 606 triệu đồng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ mình 80%, tương đương với là 484 triệu đồng. Tiền đối ứng 20% là 122 triệu đồng. Và số tiền khách hàng cần trả trước là 20% cộng với chi phí lăn bánh xe, bao gồm lệ phí trước bạ 60 triệu 600 ngàn đồng, phí đăng ký biển số 11 triệu đồng và 1 triệu đồng đối với khách hàng tỉnh, đăng kiểm 340 ngàn đồng, lệ phí sửa chữa cầu đường 1 triệu 560 ngàn đồng đối với cá nhân và 2 triệu 160 ngàn đồng đối với doanh nghiệp trên một năm. Bảo hiểm bắt buộc 530 ngàn đồng. Bảo hiểm vật chất thân xe 9 triệu 586 ngàn 500 đồng. Vậy tổng chi phí khách hàng cần trả trước là 205 triệu đồng. Đây là chi phí tạm tính, giá xe còn giảm xuống rất nhiều khi được trừ khuyến mãi. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp 0911 554455 để Thế Sơn tư vấn cụ thể. Và bây giờ chúng ta cùng xem bảng tạm tính chi tiết tiền gốc, lãi hàng tháng cũng như hồ sơ giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị để mua Toyota Vios G. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo trùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và Taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và Taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.